Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Đâu là đứa con hiếu thảo? Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Hằng ngày bà đều phải làm lụng vất vả để nuôi con khôn lớn. Được mẹ yêu thương chăm sóc, ba cô gái lớn nhanh như thổi. Thế rồi lần lượt hết cô này đến cô khác đi lấy chồng. Bà mẹ ở nhà một mình. Năm tháng trôi qua, bà mẹ tuổi mỗi ngày một già, sức mỗi ngày một yếu. Bà ơi, có phải bà bệnh không? Để cháu đi gọi người tới giúp bà nha. Sốc đó à. Bà cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa. Bà nhờ Sốc giúp bà việc này. Sốc khôn ngoan, Sốc hãy nói với các con bà là bà đang bệnh và báo chúng về liền thăm bà nha. Bà ráng lên nha, cháu sẽ đi liền để báo tin cho các chị về sớm. May quá, cuối cùng cũng đến được nhà chị hai. Chị hai ơi, mẹ chị đang bệnh đó, mẹ chị muốn gặp chị hãy về liền đi. Thì cả Sóc, mẹ chị đang bệnh à? Ôi, chị buồn quá, chị thương mẹ chị quá, chị cũng muốn về thăm mẹ liền, nhưng chị còn phải trà xong mấy cái chậu này đã. Thương mẹ mà lại còn trà chậu rồi mới đi thăm mẹ à? Thôi, chị cứ ở nhà mà trà chậu. Ôi! Sóc con lại đến nhà cô gái thứ hai. Phải mất ròng rã một ngày một đêm nữa, Sóc mới tới nơi. Chị ba ơi! Mẹ chị đang bệnh đó. Mẹ chị muốn gặp chị. Chị hãy mau trở về gặp mẹ đi. Thì có Sóc, mẹ chị đang bệnh à? Ôi, chị thương mẹ chị quá. Chị muốn về thăm mẹ yêu quý của chị liền. Nhưng chị còn bận xe cho xong chỗ chỉ này đã. Miệng thì nói thương mẹ, thương mẹ mà lại còn xe chỉ đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi được, nếu thế thì chị cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời. Tội nghiệp bà cụ. Còn nốt lần này mà mình không hoàn thành được nhiệm vụ thì bà cụ có mà thanh thản được. Ta mau về nhà thôi Sóc, chị sợ không kịp gặp mẹ mất. Chị Út ơi, chị là người con hiếu thảo, mọi người ai ai cũng thương yêu, quý mến chị. Các con của chị thì người nào cũng sẽ hiếu thảo với chị. Trà chậu có thể dừng lại, xe chỉ có thể dừng lại, và nhào bột cũng có thể dừng lại. Nhưng báo hiếu với cha mẹ già lúc lâm chung thì không thể đợi chờ đến thời khắc khác. Một người đã có gia đình riêng nhưng vẫn làm tròn bổn phận đối với cha mẹ thì chính là một người con có hiếu ở thời đại này.